Nếu Hansara giả sử em có một cuộc hẹn đầu tiên đi, em chắc chưa có đâu. Thôi anh cứ hỏi thế. Nhưng mà bây giờ giả sử mình có anh cứ, đi. Anh cứ hỏi tiếp đi, em không biết. Bây giờ là giả sử em có đi thì em nghĩ nên là ai là người trả tiền? Cái đấy còn phải tùy vào người đối diện. Em cũng không phải là thuộc dạng người là muốn người ta trả hết tiền cho em. Vâng. Tại vì em cũng có tiền mà. Ok. Mọi người thấy là bây giờ cái tình huống đó, cái cô gái cô ấy không chịu chia đôi là cô ấy có lý hay không? Có lý chứ. Vâng. Tại sao? Tất nhiên tại vì ví dụ như là ở đất nước em, ở đất nước Nga là luôn luôn là cái truyền thống dạy từ bé luôn là đàn ông phải chu cấp người đàn bà, người phụ nữ. Bravo! Phải trả tiền. Yeah. Tuyệt vời. Đó mà như thế là và giống như chị nước nói Việt Nam cũng vậy luôn. Cô gái luôn luôn chuẩn bị này. Sorry, CJ lại có quan điểm hơi khác một chút. Nói chung là cái cách mà bạn trai đã xử lý cái tình huống đấy thì CJ không đồng ý. Bởi vì dù tình huống nào cho đi nữa, mình vẫn phải cố gắng mình là một gentleman. Nhưng mà nó sẽ có những tình huống mà có thể là mình buộc phải đi ăn chẳng hạn, mà mình không có tiền thì mình sẽ có cách nói. Ok, chứ không phải là bắt người ta phải trả, mà là có thể nói nhẹ nhàng. Còn nếu mà không xử lý được thì ok, đi rửa bát cho nhà hàng mà thôi. Nếu như mà hai người đã gợi ý cho nhau là đang hẹn hò liên quan đến chuyện tình cảm thì đáng lẽ đàn ông là người phải gà lăng, là người phải mời, là người phải trả hết tiền. Không, không đâu mày. Ở Mỹ, văn hóa của Mỹ, tất nhiên đàn ông trả tiền lần đầu tiên, lần thứ hai. Nhưng mà nếu có một phụ nữ khó chịu như thế này, không trả gì, phụ nữ có thể trả hết. Hai hiểu ý của Phúc, nghĩa là người nước ngoài, đặc biệt mình ở Mỹ này, mình biết nè. Một khi mà cái anh thanh niên đó hoặc là người phụ nữ đó phải trả cái bill đó mà không hài lòng, có thể trả hết và không bao giờ muốn gặp lại cái người đó nữa. Đúng không rồi. Bao giờ muốn lập. Nghĩa là nhắn tin không trả lời hoặc là gọi điện thoại và thậm chí là biến. Bởi vì cái này nó phụ thuộc vào cái tư duy của phụ nữ này. Quan trọng là buổi hẹn đầu tiên, theo em là đàn ông luôn luôn phải trả tiền, nhất là nếu mà người đàn ông đó là người mời. Thế nên là trong trường hợp đấy mà anh ấy bảo là chia đôi đi thì thôi em bảo là ok, cũng được, chia đôi. Nhưng mà bye bye luôn. Bye luôn. Chủ đề tiền bạc rất là sensitive, rất là tình cảm ở Pháp. Nhạy cảm. Rất là nhạy cảm ở Pháp. Người ta thường không bao giờ nói về lương này. Ai là người trả tiền, ai là người mỗi bạn gái, mỗi bạn trai. Người ta không có nói chuyện. Mika đi chơi với một chàng trai nào đó là bạn, hoặc là có thể hẹn hò, thì lúc đó bạn phục vụ bằng tiền. Mặc dù Mika biết Mika không sẽ trả tiền đâu, nhưng Mika sẽ giống như muốn xem làm bộ. Ở đâu tại vì người đàn ông có thể phải gà lòng, phải thân mình, phải lịch sự, ok, nhưng Mika không muốn là cái up look trên người đàn ông là phải trả tiền, tại vì đây là hẹn hò đầu tiên, phải làm như vậy. Nó thế nếu trong trường hợp mà ví dụ mà anh ấy xong rồi sau đấy anh ấy bảo em trả tiền đi, sẽ như này này, Lily này, tức là đang nhẹ kia nó nhìn thấy nó bảo thế em trả đi. Thấy mình bảo mình bảo cô muốn trả mà, cô thì muốn trả mà. Mặt mình là cái hành động vừa rồi của Mika nó rất quan trọng và rất nhiều người phụ nữ nên học hỏi. Đó là một điều ở Việt Nam Phúc rất là ngạc nhiên. Tại vì ở một nhà hàng ở Mỹ có hóa đơn riêng, nhưng mà ở Việt Nam có một hóa đơn thôi. Phúc phải học từ hóa đơn riêng. Hóa đơn riêng nha. Tại vì nếu không phải là bạn có ít thì không có lý do để trả hết. Đúng rồi. Nhưng ở Việt Nam món ăn khi mà gọi nó sẽ có thể chia với nhau được. Ví dụ ăn lẩu ấy thì không phải là món riêng của ai đâu. Đúng đấy rồi. Ví dụ ở Mỹ có thể là theo suất, với mỗi người một suất steak chẳng hạn, hay là burger hay cái gì đó. And đó là một điều tốt cho Phúc mập. Tại vì Phúc mập thế, so Phúc ăn nhiều hơn tất cả mọi người ở trên một bàn. So Phúc ăn nhiều hơn bất trẻ bán nhau. Ok, 100 thôi, ok.